dù chân có bước đến tận cùng mười phương tám hướng, dù vinh hoa có phủ đầy địa giới càn khôn, dù phú quý trải khắp vũ trụ sơn hà, cũng không gì bằng thiêng liêng tình mẹ. Sóng vỗ giữa trùng dương, tình mẹ lớn khôn lường. Dù biển sâu cạn nước, mẹ không ngớt yêu thương. Sóng vỗ giữa trùng dương, tình mẹ lớn khôn lường. Dù biển sâu cạn nước, mẹ không lời mẹ dòng đâu đây, suốt con suốt đêm ngày, mỏi mòn mong con lớn, dù phải chịu đắng cay. Dòng nước mắt mẹ rơi, niềm tặc nói không lời, như sông kia êm à, thì thầm điều à ơi, à ơi, à ơi, ơi, à ơi, ơi, à ơi, à ơi. Sóng vỗ giữa trùng dương, tình mẹ lớn khôn lường. Dù biển sâu cạn nước, mẹ không ngớt yêu thương. Sóng vỗ giữa trùng dương, tình mẹ lớn khôn lường. Dù biển sâu cạn nước, mẹ không yêu thương. Lời mẹ dòng đâu đây, suốt con suốt đêm ngày, mỏi mòn mong con lớn, dù phải chịu đắng cay. Dòng nước mắt mẹ rơi, niềm tặc nói không lời, như sông kia êm à, thì thầm điều à ơi, à ơi, à ơi, ơi, à ơi, ơi, à ơi, à ơi, à ơi, à ơi, ơi, à ơi. Ơi à, à, à ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
ai ai cũng tổ tông ông bà. Cho nên chuyện hiếu đạo là chuyện ngàn xưa và mãi mãi về sau, vì nó là một đạo, nó trở thành đạo, cho nên nó phải có mặt ở trong đời sống của mình khi còn ở gia đình hay là khi xuất gia vô trong chùa. Mình hình dung ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một người chí hiếu với cha mẹ. Cái khi ngài thành đạo rồi thì người đầu tiên ngài nghĩ tới là mẹ của ngài. Chắc mọi người còn nhớ là khi Thái tử Sĩ Đăng Ta sinh ra thì theo sử nói là trong vòng 7 ngày thì mẹ của ngài qua đời. Và nhờ cái phước duyên ở trong kinh Đại Tập diễn tả rất là rõ ràng là nhờ cái phước duyên làm mẹ của một vị Phật. Mà bà không phải chỉ mẹ của Sĩ Đạt Ta một kiếp này mà vô lượng vô số kiếp. Bà phát nguyện là lúc nào cũng làm mẹ để hỗ trợ cho con tu hành đắc quả. Và do vậy cho nên khi sinh ra trong vòng một thời gian ngắn chỉ có 7 ngày là mẹ ngài bà là qua đời và sinh về cõi trời Đau Lợi. Và do vậy khi Đức Phật thành Phật rồi đó thì ngài có đi lên cung trời Đau Lợi để mà ngài thuyết pháp cho mẹ ngài nghe, bằng chứng là cái kinh Địa Tạng. Quý vị nào đã thuộc kinh Địa Tạng rồi thì quý vị còn nhớ là đọc cái phẩm đầu là đọc làm sao? Đọc sao? Ở đây nhiều người đọc kinh Địa Tạng á, phẩm đầu đọc làm sao quên mới vô đó. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện thần thông trên cung trời Đau Lợi phẩm thứ nhất. Thì rõ ràng là Phật lên trời Đau Lợi để nói cái kinh Địa Tạng, mà nói cho ai ngoài những vị trời ở trên đó, còn nói cho mẹ của ngài nghe. Như vậy Đức Phật Thích Ca ngài là người con chí hiếu, thành Phật rồi nhưng mà vẫn hướng về cha mẹ nha. Chứ đừng có nghĩ là đi tu rồi là cắt đứt như một số người cứ hiểu lầm, nói đi tu rồi là không dính dáng gì tới gia đình, dùng cái từ mà cắt ái ly gia. Quả thật trong tâm thức thì phải cắt ái ly gia, có nghĩa là không còn quyến liếu với gia đình, nhưng mà cái tình thương và hiếu đạo đó thì người tu phải có, mà có nhiều hơn người đời nữa kìa. Cho nên ở trong đạo mới có gọi là tứ trọng ân. Thứ nhất là ân gì? Ân cha mẹ. Cho nên là Phật tử phải hiểu, để mà hiểu rất là rõ ràng cái chuyện này, để đừng có lầm cho đạo Phật là cái đạo mà không có biết lễ nghĩa, không biết hiếu đạo. Chính Đức Phật Thích Ca là cái người hiếu đạo nhất. Rồi sau này khi mà suốt thời gian 12-13 năm và không có cơ hội để mà thời gian để mà về thăm Phụ Hoàng, nhưng mà cuối cùng, cái lần cuối cùng khi nghe Phụ Hoàng là sắp băng hà đó, thì Đức Phật và các vị thánh đệ tử của ngài cũng về lại để
thăm phụ hoàng. Và trong kinh cũng diễn tả là Phật về với cái trách nhiệm của một người con. Phật đứng ở ngay chỗ cái giường của vua. Phật nói cái bài kinh gọi là vô thường. Nói bài kinh vô thường mà thực chất là Phật giảng tam pháp ấn cho vua nghe. Vô thường, khổ, vô ngã. Và sau khi Đức Phật giảng xong, bây giờ dùng cái từ gọi là khai thị, sau khi Đức Phật giảng xong cái bài kinh gọi là tam pháp ấn, vô thường, khổ, không, vô ngã, thì Đức Vua Tịnh Phạn mỉm cười, không còn quyến luyến với trần gian. Và theo sử sách và trong kinh nói lại là Đức Vua chứng sơ quả. Rồi Đức Phật tiếp tục ở lại để lo tổ chức tang lễ cho cha mình đó. Chứ đừng nghĩ là Đức Phật là không dính dáng gì với gia đình. Có. Nhưng mà rõ ràng là đối với cha và với mẹ của Ngài, trong cái kiếp cuối cùng đó, Ngài cũng lo đầy đủ với cái lòng hiếu đạo hết sức là sâu sắc. Rồi gần nhất mà quý vị tụng bài kinh trong rồi đó, thì Hữu nói đó, có hai bài kinh. Một là bài kinh gọi là bài kinh gì mà quý vị tụng ngắn, rồi bài kinh gì mà quý vị tụng rất là dài. Bài kinh tụng ngắn là bài kinh Vu Lăng Bồ, còn bài kinh dài là bài kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân. Diễn tả cái gì? Diễn tả một cái một hình ảnh của một vị Phật. Một ngày nọ đi khất thực, buổi sáng đi với các đệ tử, nhưng mà tình cờ đi rồi mới là sao? Ở trong kinh cái bản cũ đó thì gọi là đáo bán lộ rành rành mắt thấy. Thiền hữu, cái chữ đáo bán lộ thì thiền hữu dịch lại là thành là đến giữa đường rành rành mắt thấy, núi xương khô vỏ đấy lâu đời Thế Tôn bèn vội đến nơi, lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng. Cái hình ảnh rất là nhân bản, rất là con người. Một vị Thế Tôn rồi, một vị Thế Tôn rồi, một vị Phật. Ngài A Nan và tất cả mọi người cũng đều có một cái suy nghĩ là đã là Phật, một đấng toàn giác, là thiên nhân chi đạo sư, thầy của trời người rồi, thì không có lại ai mà mọi người phải lại Ngài. Nhưng mà bây giờ một cái hình ảnh nó hết sức là ngạc nhiên. Bao nhiêu vị đệ tử là đến giữa đường rành rành mắt thấy, núi xương khô bỏ đấy lâu đời, một đống xương khô bỏ ở chỗ đó. Thế Tôn bèn vội đến nơi, tức là phải làm sao? Ngài đi đến, Ngài nhìn. Thì tưởng tượng giống như bây giờ Thế Tôn đang ngồi đang nhìn cái núi xương khô nè, nó màu đủ màu hết trơn á. Tại vì xương gì? Xương đàn bà. Thì sao? Xương đàn bà nhiều màu đen. Còn xương đàn ông thì sao? Đàn ông xương trắng nặng quặng, đàn bà xương nhẹ đen thâm, dễ nhìn, phân không có cần phải thử DNA gì ta còn biết được xương nào là xương đàn bà, xương nào là xương đàn ông. Phật hay vô cùng, phân tích vậy thôi. Quý vị không tin, quý vị lấy ra quý vị nhìn quý vị biết à, thiệt á. Mà Đức Phật ngày xong rồi ngày lại xong rồi sao? Lại liền ba lại rồi rơi giọt
hồng, giọt hồng là giọt gì vậy? Cho nên nước mắt của Phật sau này đố nha, đố quý vị nước mắt của Phật kêu là gì? Thì nhớ nó là giọt hồng, là nước mắt Phật. Còn mà nước mắt của mấy bà là giọt gì? Giọt nữ, mấy người phụ nữ đó, giọt gì? Giọt lệ đại trang. Nhạc sĩ lúc nào có tâm hồn nhạc sĩ. Tính chảy nước mắt mà đang nói cảm động, tính chảy nước mắt mà nghe ổng giọt lệ đài trang cái hết chảy luôn. Ngộ nghe, bây giờ phân biệt phải phụ nữ đó thì nước mắt ta kêu là chảy từng giọt châu rơi. Nước mắt của phụ nữ mấy nhà thơ nó gọi là gì? Hạt châu, nó quý hơn hạt, quý hơn hạt ngọc nữa mà nó còn thua hạt cát. À, nước mắt của phụ nữ mà tình yêu mà coi như mà nó coi như là bị chồng bỏ hoặc là chồng chết rồi đó là đêm hằng đêm từng giọt châu rơi. Nhớ cái gì? Nhớ ai? Phải nhớ chồng không? Nhớ là hồi đó quýnh đặt mình quá trời à, phải không? Phải không? Việt Nam á, ha, thì Hũng mới coi mà cái đời này nó ngược lại, thằng này bị vợ quýnh, trời ơi nó quýnh cho bằng được, thê thảm luôn, quýnh nhận nước thằng nhỏ, em ơi em lại em à, em ơi em tha anh đi em, anh lại em, anh giang xin em, anh thề với trời Phật à, tháng 7 anh thề à, từ đây sao anh không có quýnh em nữa. Mày hả? Mày quýnh tao mày có thề không? Nói rồi chặn nước nhỏ. Phụ nữ Việt Nam là phải như vậy. Thành ra bây giờ bên đây rồi, có chuyện gì là sao? Đó, thành ra trở lại là nói chút cho vui vậy đó, là cái giọt hồng là Đức Phật khóc á, ngày cảm động hết sức mỗi hình ảnh một Đức Phật mà cũng khóc đó à, chứ không phải nói mà tu rồi là trái tim băng giá không khóc, trái tim sỏi đá không khóc, ngài cũng khóc nữa. Lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng, rồi sau đó ngài mới nói kể cái công lao của cha mẹ như thế nào thế nào thế nào, hay vô cùng mà nó chi tiết vô cùng, cho nên nó đọc cái bài kinh này đọc tới đâu đó là nhớ rành rành đó đó, mà cảm động vô cùng. Không biết quý vị đọc có cảm động không, nó đọc tới đâu cảm động tới đó, nhưng mà rất tiếc là tháng năm đọc có một lần, đọc nhiều quá nó cảm mạo luôn, cảm mạo cho nên nó ho mà. Vậy đó, đó là Đức Phật ở bên Ấn Độ á, nhưng mà mình biết mình đệ tử Phật mình cũng phải bắt chước Phật, làm không được như Phật, nhưng mà cha mẹ Phật nói là người nữ là mẹ của ta, người nam là cha của ta. Cho nên quý vị đừng có ngạc nhiên khi thấy thiền hữu, ví dụ như đi lễ tang thiền hữu lại, có nhiều người thắc mắc cứ hỏi hoài, hỏi sao thầy lại vong linh đó làm sao mà thầy ta siêu được, ta tổn phước, có nhiều người lo vậy. Tức là thiền hữu lúc nào cũng nhớ cái bài kinh của Phật, Phật mà còn lại đống xương, mà đống xương nó chẳng biết là của ai, lâu lắm rồi chẳng biết, ở bên vệ đường vậy đó mà ngài đi ngang ngài lại rồi ngài khóc cảm động hết sức. Ở trong này
cũng có thể là ông bà cha mẹ hoặc sinh ta hoặc kẻ ta sinh luân hồi sinh tử tử sinh phải gì nữa lục thân còn còn đó thi hài còn đây ta lễ bái kính người tiền bối và ngẫm ngồi vì nhớ ngẫm ngồi á chứ không phải không ngẫm ngồi đâu Phật mà còn ngẫm ngồi á còn mình á mình không có được như ngài cho nên mình chưa có thầm Phật nổi và chính vì vậy trên cái tinh thần đó thiền hữu ai thiền hữu cũng có một cơ lần cơ hội là thiền hữu đại người nữ thì thiền hữu cũng lại con cái nó thiện nha tại đây quý vị cứ sợ cho quý vị cũng xứng đáng cho thiền hữu lại nhất là mấy bác lớn tuổi ít ra gì cũng lớn tuổi hơn ba má thiền hữu hoặc là cũng bằng ba má thiền hữu hoặc là có thể nhỏ hơn nhưng mà ở một kiếp nào đó cũng là mẹ thiền hữu. Chính vì có một cái dây tương thân tương ái nhiều kiếp như vậy cho nên quý vị mới đến đây thiền hữu nghĩ như vậy và gặp thiền hữu. Chứ còn nếu mà không có cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp quý vị gặp thiền hữu lắm. Và nếu không có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp nói thật chứ gặp một lần là sao? Ngàn lần xa cách. Gặp một lần thôi là nó cứ bằng gặp ổng, gặp thầy sáng giờ ổng nói là nó nóng ở trong người nó. Nóng ra nó nóng dữ lắm, ta gọi là nóng hơi. Nhưng mà nhờ trời lạnh ông thầy nói chập tức vậy mà nó ấm lại. Thấy không? Nhưng mà thực chất là trong vô lượng vô số kiếp mình đã là gia đình với nhau rồi, mình đã là thân thuộc với nhau rồi mà mình không biết thôi. Và mình cứ bị cái hàng rào cản của gì, của những cái mà lớn nhỏ trẻ già nó cản mình đó, cho nên mình không dám lại, rồi mình không dám để cho thiện hữu lại. Chứ nếu quý vị mà một cách bình thường quý vị xứng đáng để thiền hữu lại, ít ra gì trong cái kiếp này thôi mà không có nói một kiếp nữa, trong khoảng chừng 5 năm đổ lại đây thôi hay là 10 năm đổ lại đây thôi quý vị giúp biết bao nhiêu việc cho thiền hữu. Không có thiền hữu thì không có quý vị đó là thiền hữu không sống nổi đâu ạ. Phải không? Đó, phải. Không có bà đó thì hữu chết rồi đó. Phải rồi. Tự tin vậy đó. Nhưng mà đúng không? Đúng. Quá đúng. Nhưng mà tại sao không chịu nói lớn lên mà để cho mình bà đó đại diện cho cái thái nữ? Cái thái nữ phải nói là người phụ nữ nói một chút nha này. Nó cũng vô cái đề tài báo hiếu. À, người phụ nữ Việt Nam nói là một cái tinh thần của bà mẹ. Người phụ nữ Việt Nam hay vô cùng, cho mà không đòi làm. Một cái bằng chứng mà bây giờ thiền hữu nhắc cái chuyện này nè mà cho đến bây giờ vẫn coi như là không chịu trả lại một cái giá trị cho một người mà có công vô cùng với cái mảnh đất phương Nam là người phụ nữ, nhưng mà ít người biết đến. Quý vị có nghe là công chúa Ngọc, Ngọc gì? Ngọc Hân, bỏ qua bên đi, bỏ qua bên luôn đi. Ta nói chữ Ngọc mà Ngọc Rạng, bà nào nói vậy? Ừ, bà đó nói đúng đó. Công chúa Ngọc Rạng, bởi vậy đó là người ta
không có nhắc tới cái công của công chúa Ngọc Rạng đó. Bà từng làm hoàng hậu của ở bên Campuchia đó. Và quý vị có biết đó, là con của công chúa đó, bà đi qua, được gả qua Campuchia đó, gả qua bên đó làm vợ của vua, mà không phải là vợ chính nữa, vợ thứ thôi, vua Campuchia. Và có được hai đứa con trai. Và hai đứa con trai của bà sau này có thời gian lên làm vua Campuchia đó. Quý vị có nghe chuyện này chưa? Chưa. Chưa nghe phải không? Ở Thiện Hữu kể chuyện toàn là chuyện chưa ai nghe nghe. Ừ. Và Thiện Hữu nó đang nói cái chuyện mà cái công lao của cái người mẹ mà cho ra mà không có cần ai nhắc tới, là cái người phụ nữ này nè. Nếu không có công của bà đó ha, lúc đó bà lên bà làm, bà qua bên Campuchia rồi đó, thì quý vị có biết là cái đất Biên Hòa, đất Biên Hòa đồ này nọ đó, dài xuống cho tới ở dưới Hà Tiên, gọi là miền Nam, lấy từ gọi như là Biên Hòa đó, mà thật chất là Vũng Tàu luôn, Bà Rịa luôn, từ những cái cục đất đó dài xuống dưới miền Tây đó. Và cái công lớn nhất đó là của bà này, mà lịch sử Việt Nam không có nhắc tới. Nếu không có đó thì vua mà vua cha mà coi như là kêu hồi xưa đó là bên Miên á, là sợ cái người mà coi như đánh phá, cho nên nó truyền kiếp cho đến giờ phút này Thái Lan, nó cứ ăn miếng trả miếng hoài. Thái Lan nó qua nó đánh ở bên Campuchia, thì Campuchia lúc đó cầu viện chú Nguyễn, thời kỳ của chú Nguyễn, thời kỳ mà từ coi như là thời kỳ Gia Long, là sau này khi mà thống nhất Sơn Hà rồi đó là bắt đầu là giúp mày. Nhưng mà mình nói là thời kỳ sau này, sau nữa, thì công chúa Ngọc Rạng là òn ý với vua của mà Campuchia để mà coi như chấp nhận hiến đất. Và Sài Gòn, đất Sài Gòn chợ lớn luôn á, là cũng đất của Campuchia trong lịch sử đó. Nhưng mà nhờ cái bà công chúa này nè mà Việt Nam đất nó rộng ra, cho nên gọi là công chúa Ngọc Rạng. Quý vị nhớ nha, ở đây có bà nào tên là có chữ Ngọc không vậy? Có hả? Cái gì cô Ngọc gì? Đó, cái đó là công nương Ngọc Huệ. À, có bà này Ngọc nữa kìa. Ngọc gì? Bà Ngọc gì? Hả? Bà Tám Đời. À, bà Giác Ngọc. Tôi nhớ chữ Ngọc Ngọc, nhớ chữ nó bà Ngọc nữa, cũng là công Ngọc gì? Bà nó công quá chứ con. Công. Hả? Thành ra là trở lại là cái người phụ nữ đó, người mẹ Việt Nam, nhất là người Việt Nam cho ra mà không có chịu đòi lại, cũng chẳng cần đòi lại, bằng chứng là cái người phụ nữ này có công vô cùng với đó, mà chẳng ai nhắc tới, mà cũng chẳng có ai tìm hiểu, mà cũng không có lập bàn thờ nữa. Sau này khi chồng bà chết ở bên Campuchia rồi, nó lộn xộn, nó tranh giành, cuối cùng hai con bà lên làm vua xong rồi á, là bà xin đi về Việt Nam và lập một cái ngôi chùa ở Long Thành Bà Rịa. Quý vị mới biết cái chùa đó không? Đằng loại đó kiếm chút cháo. Thấp gì? Thôi khỏi biết luôn, bị nhớ công chúa Ngọc Rạng đủ rồi. Ha, trở lại cái tinh thần đạo hiếu á, cái đó là mình nói một chút là cái hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đó hay vô cùng tận. Mà mấy bác mấy bà là mấy gì đó, những người phụ nữ bất chấp cái tinh thần đó cho ra mà chẳng có muốn đáp đền được không? Được chứ, người phụ nữ cao thượng lắm à. Nhưng mà vì cái hàng rào của xã hội, vì cái định kiến
cứ là trọng nam khinh nữ, cho nên cái công trạng của người ta bỏ không nhắc tới, cứ nghĩ là cái chuyện đó là phải là nam nhi chi chí mới được. Nhưng khi nam nhi mà lo ăn chơi đó gạt á, không lo gì cho nó, thậm chí luôn có nhiều triều vua đó, Việt Nam đó, nhiều ông vua đó là ăn chơi đá gà vô độ rồi đủ thứ chuyện hết trơn, cho nên mới có cái mà cái gọi là Lê Long Đỉnh. Lê Long Đỉnh là Lê Ngoại Triệu. Tại sao gọi là Lê Ngoại Triệu? Tại vì ổng ổng lên trên mà gọi như gọi là làm việc á, ổng lên trên văn phòng ngồi không nổi, cho nên ổng nằm, cho nên đặt ổng là Lê Ngoại Triều, chứ của người ta là Lê Long Đỉnh, cho nên mới có câu là Lê Long Đỉnh khôn khôn gì, khôn lường dâm bảo, giết dân lành nghiệp báo, nhãn tiền, nhãn tiền cho nên mới liệt liệt dưỡng. Còn nếu mà không nhãn tiền thì liệt gì thôi, đừng biết mấy bà tính nói câu gì rồi, thôi đừng đừng thôi. Đó là cái đạo hiếu của Phật. Rồi bây giờ thêm chút nữa cũng người Việt Nam mình nè. Thì hữu dáng nhớ, ráng nhớ để nhắc người Việt Nam của mình cái đạo hiếu nó sâu sắc vô cùng. Trời ơi, công tra cha như núi Thái Sơn mà nè, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, trở thành ca dao hay quá. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Quý vị còn nhớ là có một ông mà quý vị coi phim đó, có cái lương giờ thành là hòa thượng cua, phải là người Việt Nam không? Ờ à, đó xíu chị phải không đó, thấy không, hòa thượng cua ở miền Bắc đó. À, bà này bà nghèo khổ rồi, bà sinh ra rồi chồng chết, có một thằng con trai duy nhất, hai mẹ con sống hủ hỉ ở miền quê nhỏ xíu à, không có chịu coi như là, nhưng mà vẫn giúp mẹ. Rồi bà sáng là bà đi sao? Đi bán. Bà đi bán rồi là dặn con ở nhà sao? À, dặn con mua được mấy bịch cua mà cua đồng á. Rồi mới dặn là mai má đi bán, con ở nhà con nấu cái này canh chua nè. Trưa về mẹ con mình ăn. Thì chú bé mới có 7-8 tuổi, 9-10 tuổi gì ra làm bắt mà cơm điện lên rồi luộc miếng rau rồi, mới bắt đầu đi làm cua, ra cua đựng ở trong cái lờ ra, rồi cái nhìn thấy con cua, mấy con cua chú quý vị biết mà nó sao, nó xù vào mép mà chú nói là nó khóc. Rồi hai cái mấy cái càng của nó làm sao? Ngoan ngoay thì nó nói là lại van xin chú. Cái căn lành của đứa nhỏ nó vậy. Cái chuyện cho nên là nó thấy nó cảm động quá, nó thả hết. Thả hết. Cái người có căn lành vậy chứ mà gặp mấy đứa nhỏ mà cỡ như ví dụ như gặp chú Tiểu Thiền Hữu là sao? Sao mấy bà nói hay quá, bẻ càng luộc trước luôn hả? À, rồi xong rồi về đó là mà mẹ hỏi thì chú cũng khai thật. Và bà già bà làm sao? Lúc đó qua cái giờ ngọ rồi bà làm sao? Có bụng quá giận bà, rầy la bà đánh. Không có đánh, chưa có đánh, mới có la thôi, rầy thôi à. Là coi như là chú bỏ, chú chạy rồi bà già bắt tức. Rượt theo, hai mẹ con coi như là chạy đua.
mà nhỏ thì nó chạy mau hơn, nhanh hơn, cho nên nó chạy cấm đầu cũng khổ, chạy chẳng biết trời đất gì trên, chạy hoài, chạy cho đến xế nhìn lại thì đâu có thấy mà già được thêm nữa, và coi như cũng chẳng biết là ở đây là chỗ nào. Thôi đầu đi lang thang tiếp tục, tối lại cuối cùng lại lạc vô rừng gặp ngôi chùa, rồi xin tá túc, rồi hòa thượng thấy thương tình, rồi bây giờ hỏi nhà con ở đâu, chú cũng chẳng biết nhà con đâu, đâu biết đâu nói, và cuối cùng là hòa thượng giữ nuôi chú về. Và bà già khi mà bà về nhà rồi thì bà qua cái cơn đói rồi, bà này cũng thuộc vậy, dạng xấu tánh à, đói quạo, mà qua cơn đói lên là hết quạo, lăn lòng rồi bắt đầu nhớ con đi tìm, rồi cuối cùng rồi là phải mở một cái quán cà phê đá ở giữa đường, phải không? Không có quán cà phê đá hả? Mở trà sữa, trà chân châu. Mà mở cái quán đó để làm chi? Để bán, để kiếm tiền độ nhật, và đồng thời để nghe ngóng coi cái thằng nhỏ nó có về, nó nhớ mình không, mà chờ năm này qua tháng nọ. Còn chú Tiểu thì càng ngày càng lớn, 30-40 năm sau trở thành một vị coi như là pháp sư. Và khi ông hòa thượng mất thì trụ trì một ngôi chùa có học hành đàng hoàng. Hả? Và cũng lặn lội tìm mẹ âm thầm, mặc dầu làm trụ trì, trụ chúng đông, đệ tử đông, nhưng mà vẫn âm thầm tìm mẹ. Và tình cờ đi ngang, một ngày nọ đi ngang cái quán đó, nhìn thấy cái dáng bà cụ lụm cụm. Ha? Thì không nghĩ là mẹ, nhưng mà sao mà càng gần bà có cái cảm giác là thân thương lắm, thương bà lắm. Ha? Thành ra tự nhiên trong lòng của hòa thượng nghĩ là bà cụ này có cái gì đó với mình, cho nên hỏi bà cụ, hỏi thăm bà cụ, thì bà cụ kể gia cảnh là như vậy, tôi có thằng con nó như vậy, rồi bây giờ không biết nó sống chết ra sao, cất cái quán này để tôi ngày đêm tôi thương nhớ nó, rồi bây giờ mà nó về nó sống với tôi thì tôi sống thêm mấy chục năm nữa. Thì hòa thượng biết là mẹ mình rồi, nói ngay luôn. Cho nên giờ hòa thượng phương tiện, chứ còn giờ nói là tôi là mẹ, tôi là con của bà thì bà có chịu không? Không chịu. Cái thứ nhất là vì sao? Vì bây giờ ông này là ông hòa thượng rồi, trong đầu óc của bà già vẫn là một cậu bé, vẫn là một cái đứa nhỏ trẻ, chứ đâu phải bây giờ mà cái hình thức nó hoàn toàn thay đổi. Cho nên hòa thượng rất là hay, hòa thượng không nói gì hết, và là bảo bà nó bây giờ bà già rồi, bây giờ bà có muốn về chùa rồi bà nghỉ ngơi, rồi bà cũng chờ con bà. Nhưng bà ở đó thì chùa chiền, mà nhất là chủ nhật có đông người tới lắm đó. Rồi bà nhìn ra đó, bà nhìn ra trước, bà ngồi bà nhìn, chứ bà đừng có, bà nhìn coi đứa nào là con bà, lúc đó dễ hơn. Bây giờ bà ngồi đây, thời buổi kinh tế khó khăn, ai đâu uống trà nữa. Ê, mà nghe ông hòa thượng nói khoái, chịu về hòa thượng làm cái am để cho bà nuôi bà, mỗi ngày chính hòa thượng dâng cơm cho bà nha. Rồi dạy bà là giờ trong chùa bà không làm gì nhiều, sáng ra bà cứ quét lá giống như thiền hữu dạy mấy bà già trong này vậy đó, sáng ra là quét lá, giái cho nhưng mà trời mà giông gió như ngày hôm qua vậy đó, ngồi quét hoài, quét chừng nào sạch mới cho ăn cơm mà nha. Hòa thượng thiền hữu nó có khác. Thì á là cho bà giông chuông, rồi sáng ra làm chút cỏ, quét lá ngày qua ngày, nhớ niệm Phật. Hòa thượng hay quá, nhớ niệm Phật là hòa thượng an vui trong cái cảnh thiền môn. Đến một ngày nọ được vua
thỉnh lên kinh thành để giảng đạo tuần lễ 10 ngày trên đó. Mà hòa thượng có linh tính là bậc cụ già rồi sắp theo Phật, cho nên hòa thượng đi, nhưng mà dặn ở trong đồ chúng, ở trong đệ tử nói là ở nhà, ở chùa mà nếu mà bậc cụ đó, bậc cụ dụng chuông á, mà có chuyện gì thì mấy thầy á làm ơn làm phước để yên nguyên như vậy, rồi chờ tôi về rồi tôi sẽ làm lễ, tôi chôn cất bà. Thì ai dám cãi hòa thượng dặn như vậy, cho nên ai cũng nghe lời theo. Và quả thật hòa thượng đi chưa đầy tuần lễ là bà cụ ở chùa mất. Tăng chúng cũng nghe lời hòa thượng, cứ đặt hòa thượng đặt bà cụ như vậy để vô trong quan tài đàng hoàng, nhưng mà không ở đây nắp đàng hoàng chờ hòa thượng về. Và khi hòa thượng về thì làm lễ chôn cất bà. Thì cái buổi mà làm lễ chôn cất trước khi đậy nắp quan tài lại, thì hòa thượng ngài mới nói đây là mẹ của ngài, nói cho trong chùa biết đây là mẹ của ngài. Và đồng thời ngài ngước lên trời, ngài nói nếu mà trong kinh con thường nghe chư Tôn Đức giảng dạy là nhất nhân đắc đạo cửu huyền thân, một người mà tu hành có đạo lực thì có thể độ được tất cả cửu huyền. Thì bây giờ nếu mà thực sự là như vậy thì đây là mẹ con, bao nhiêu công đức con tu hành từ đó tới giờ nếu mà quả thật đầy đủ thì cho cái quan tài này nó nhúng nhích. Thì hòa thượng vừa nói một cái là cái quan tài nó nhõng, nó nhẹ nhàng, nó bay lên hư không. Sau đó bắt đầu nó mới đào để hạ cánh xuống. Rồi hòa thượng tiếp tục, hòa thượng làm lễ để chôn. Thì đó là một vị hòa thượng người Việt Nam, đó là hòa thượng Cua, đức độ vô cùng và độ mẹ, mà phương tiện để độ mẹ, chứ không phải nói tu rồi không có độ, lên làm hòa thượng rồi không có dâng cơm dâng nước cho mẹ cha, không phải vậy. Và đích thân của mình làm chứ không có phải mà dạy ai, nhờ ai làm hết. Cái đức độ của một vị thầy lớn là vậy đó, là hòa thượng Cua. Bây giờ nãy giờ nói Đức Thích Ca rồi tới hòa thượng Cua là người Việt, Việt Nam, mấy vị nói cái chuyện mà mấy hòa thượng mấy thầy tu hiếu đạo dễ quá, ngoài đời như tụi con hiếu đạo nó khó. Thì họ kể thêm một chuyện nữa nè, một người coi như ngoài đời nổi tiếng là một tri thức, một tri thức mà của dân tộc mình đó, thời kỳ coi như là đất nước nó lộn xộn. Quý vị có nghe là thì hổ nói với ông ngài này ra là nhiều người ở đây biết nè, nói tên thôi là người nào biết nè, Chu Văn An, có nghe không? Có ai là học trò của Chu Văn An không ạ? Học trường á, học trường Chu Văn An ở Sài Gòn á, có cái trường Chu Văn An, hoặc là ở Hà Nội trường gọi là trường trường coi như là trường mà người ta tuyển á, ta gọi là trường tuyển bây giờ, Chu Văn An. Hồi tuần rồi thì hỏi trường Võ Trường Toản thì cũng chẳng ai biết, giờ hỏi Chu Văn An cũng không biết luôn. Chu Văn An là một cận thần mà là một vị thầy, vị thầy lớn của Việt Nam. Nhưng mà cái ngài đó là mẹ đó, mẹ ngài không biết chữ, một bà già quê chẳng có biết chữ biết đọc biết viết gì hết, mà nuôi con để mà con trở thành một gọi như là vạn thế siêu biểu, tức là một vị thầy của những vị thầy.
và thậm chí luôn Chu Quan An là người trực tiếp dạy hai vua được mời vào triều đình Huế đó, dạy hai vua. Quý vị biết Chu Quan An đời thời kỳ nào không? Thôi khỏi biết luôn, tiếc nhức đầu á. Đại khái đó là Chu Quan An thì hữu nói cái chuyện hiếu đạo của ông này. Bởi vậy cái người mà người ta có hiếu đạo người ta mới thành công được. Hiếu động đến trời đất, hiếu động đến đến thánh thần. Chu Quan An đó là một cái thời gian mà thời kỳ nó đã đen tối của đất nước, khi nhà Trần đó là cái gọi là cuối nhà Trần, Trần Vũ Tông, Trần Dục Tông đó, mấy người này đó, tuy không phải mấy ông vua này đó, quan dâm ăn chơi đá gà bậy bạ đủ thứ đó, cái xã hội đời Trần lúc đó nó bị thối nát rồi. Cho nên là cuối đời Trần, cho nên mới là có cái loạn của cuối đời Trần, rồi là có sau hết đời Trần rồi đến nhà Hồ Quý Ly mới là sốt nói đó, mới có cớ cho mình bị suy vi rồi, thì người ta mới có cớ, người ta mới nhảy vô được. Nhưng mà đó cũng là quy luật của tự nhiên tạo hóa thôi, không có ông nào mà ngồi hoài được, phải đến cái lúc. Nhưng mà thường thường mấy cái ông ban đầu á thì ngon lành lắm. Thậm chí sau này đời Nguyễn cũng vậy, vua Gia Long nó là một vị vua minh quân mà coi như là tài giỏi như vậy, nhưng mà đến đời kỳ mà Pháp nó vô, nó đô hộ rồi nó xâm chiếm rồi nó bắt, mới ban đầu là dùng cái từ ngon ngọt là sao, bảo hộ nhà chính phủ mẹ Pháp, bảo hộ. Nhưng mà bảo hộ không, nó qua nó đô hộ luôn chứ bảo hộ cái gì. Nhưng mà mấy con cháu sau này nè, mấy vua cái thời kỳ mà coi như là đen tối của lịch sử Việt Nam mới thấy mà ghê luôn, có nhiều ông vua làm vua mới lên có 3 ngày chết ngắt giành với nhau. Quý vị có nghe 13 ông vua triều Nguyễn không? Đầu tiên lấy cái móc từ vua Gia Long, cuối cùng là ông Bảo Đại đó, là tổng cộng 13 ông vua mà tổng cộng là 150 năm. 150 năm, nhưng mà có 80 năm đầu là dân an cư lạc nghiệp, Việt Nam ngon lành, độc lập tự chủ. Còn những cái năm sau này đó là mấy cái ông cái thời thế rồi Pháp nó vô, rồi đã Pháp, thời kỳ Pháp mà đến thời kỳ của mà Bảo Đại. Trước Bảo Đại là Bảo gì? Trước Bảo Đại là gì? Khải Định. Chứ mà đừng nói trước Bảo Đại là Bảo Tốt luôn. Trước Bảo Đại là Khải Định. Quý vị không nhớ hả? Gia Long, Minh Mạng. Cái ông Minh Mạng mà mấy ông không nhớ nữa. Trời ơi, cái to thuốc Minh Mạng mấy ông xài hoài mà không nhớ. Minh Mạng Đại Bổ. Vậy mà không nhớ nữa hả? Muốn nói to thuốc luôn không? Nói cho nghe. Minh Mạng cũng con nhiều lắm. Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tử Đức, Dục Đức. Dục Đức ở có 3 ngày à, ở ngôi vua có 3 ngày chết ngắt. Mà biết như tuổi cháu không? 8 tuổi là làm vua. Mấy cỡ đó sau này là cứ nhỏ lên làm vua, không biết cái gì. Rồi bị mấy thằng cận thần coi như là tham quyền cố vị, nó khuynh đảo. Nó thành ra đất nước nó mới điêu đứng như vậy. Hả? Thì thời kỳ của cái ông gọi là nãy mình đang nói hồi nó lộn qua bên kia nữa, là ông gì? Ông Chu Quan An. Ông này ông có hiếu với mẹ nè, Tiền Hữu kể cái chuyện có hiếu với mẹ nè. Sau khi mà ông vô triều đình, ông tính ông đem cái khả năng, cái tài năng của ông để ông làm cho cái nhà Trần và đất nước Việt Nam được cường thịnh. Nhưng mà ông chứng kiến một mình ông thì làm sao mà có mình à, mà làm sao mà chống chổi được cả một triều đình thối nát. Cho nên đó là ông buồn lắm, ông vô ông dạy vua nhưng mà ông cũng buồn lắm, không làm gì được.
nịnh thần đủ thứ, tâu lên tâu xuống mà nhà mấy ông vua thì nghe. Trần Dục to vua Trần á nghe. Đó, rồi ổng mới viết cái gọi là sớ, mà tiếng Nho ta gọi là cái gì? Thất trảm sớ. Trong đó kể ra, ổng liệt kê ra 7 thằng nịnh thần mà đáng là phải chết, phải giết thì mới có thể bình yên được đất nước. Nhưng mà viết xong thì có người tại ở trong triều đình mà có người phát hiện, ổng mới sợ, rồi ổng mới bắt đầu mới bỏ vô cái phòng của ông vua và nửa đêm để quần áo quan lại trốn đi mất tiêu, đi mất tiêu, đi lại một cái xứ khác gọi là về. Mà chỗ này nó cũng ngộ nha, thì ngộ đọc học lịch sử đó, là ông nào mà khi thối chí thì cũng đi về cái chỗ mà gọi là gì, cái gì linh đó, chí linh, chí linh đó, đâu đó, ông nào cũng vậy đó trơn nha. Thậm chí tới ông cụ Nguyễn Trãi cũng vậy luôn, cũng về Côn Sơn chí linh mà ở ẩn, không biết cái cục đất nó có cái gì đặc biệt lạ lùng mà coi như nhiều nhiều ông quan lớn, nhiều vị hiền nhân của Việt Nam. Thì ông này cũng vậy, ông Chu Văn An á, về đó trốn và thay tên đổi họ với một cái lý do đơn giản là sao? Sợ người ta phát hiện, mà có chuyện gì thì liên lụy tới mẹ già, không có dòng họ nào chứ, mẹ già lúc đó còn sống. Ngài sợ liên lụy tới mẹ già, một mặt là không muốn dính dáng tới mẹ già, một mặt kêu một người học trò và để lại đâu cũng mấy ngàn lượng vàng. Đường học trò này nó tính tẩn á, chứ mà còn như thì ngủ mà để lại đưa chắc qua bữa sau đó trốn luôn á. Nhờ cái thằng học trò này nuôi mẹ ngài á, còn ngài ở ẩn luôn, ở ẩn luôn và không dám sợ cái người con chí hiếu đó. Vậy đó, có cái gì mà liên lụy tới mẹ cha là nó làm sao? Sợ. Còn cái thời nay đó thì có cái chuyện gì là nó đi, nó đi về mẹ cha nó trốn. Rồi có nhiều người ác lắm, bắt nó không được, bắt mẹ cha, bắt mẹ cha, cuối cùng rồi thì thằng này nó cũng sao, lòi đầu ra thôi, vì nó thương cha mẹ. Thậm chí luôn Thiện Hữu còn nhớ là ở Việt Nam, Thiện Hữu hồi đó nhớ là có một cái tay Suối Lồ á, quý vị biết Suối Lồ là ở đâu không? Thủ Đức á, ở trên đó sau 75 có một tay gọi là khét tiếng ăn cướp, hoặc là coi như là tay mà trùm đó Suối Lồ, tên gì biết không? Nói này đừng ấy mà nhiều khi là không biết có dính dáng không, nói đây cũng có ông này Phước, ông Phước, Phước mấy ngón? Mấy ngón? 9 ngón hay 8 ngón? Bà nào nói 9 ngón? Nó đại vậy hả? Phước 9 ngón là Phước Phật Tổ. Còn Phước 8 ngón là Phước Suối Lồ. Ta đang nói cái Phước Suối Lồ, tự nhiên đưa Phước Phật Tổ vô đây làm chi? Phân biệt không? Phước 8 ngón là Phước Suối Lồ thì không bắt được, không bắt được anh này, anh này anh trốn ở trong Suối Lồ không bắt được, mà anh cứ ra ảnh, mà anh này anh hay cái là ảnh ăn cướp mấy nhà giàu không à, có súng và truy nã đủ thứ đó. Cuối cùng bắt không được, không làm gì được ảnh, cuối cùng bắt mẹ ảnh. Khi bắt mẹ ảnh rồi là ảnh tự động đi ra đầu thú và tử hình ảnh.
những cái người mà gọi là đại gian ác nói theo ngôn ngữ ngoài đời là cái ông này. Nhưng mà ta còn sao? Có hiếu. Có hiếu kia mà. Xã hội lên án, chửi là ác là gì, nhưng mà ổng còn hay hơn mình đó, nó thật đó. Nghe mẹ bị bắt là đi ra liền, nạp mạng liền để cho chính phủ thả mẹ ra. Với một điều kiện nè, thả mẹ tôi ra, tôi chấp nhận, tôi làm tôi chịu. Những con người như vậy thật sự nếu mà nói đáng cho mình lại không? Đáng cho lại chứ, hay quá chừng. Trở lại là cái ông ngài Chu Văn An này, đọc nhớ cái lịch sử của ngài hay vô cùng. Ngài không bao giờ để liên lụy tới mẹ ngài nha, và để lại một cái số tiền nhờ người lúc mà ở ẩn đó, nói thì trốn là để cho quý vị hiểu thôi. Cái dùng cái từ xưa là ngài đi ở ẩn. Nhưng mà sau 5-10 năm thì người ta cũng phát hiện ngài, và vua cũng bỏ qua, không có bắt ngài. Bởi vì ngài là người, là người hiền của đất nước đó. Chu Văn An là một con người khẳng khái, thẳng thắn, liêm chính, không có ai mua chuộc ngài được. Nhưng mà chứng kiến trước một cái xã hội như vậy, không làm gì được. Chí làm trai nó giống như nó thất chí, ai cũng vậy hết trơn, không làm gì được hết trơn. Nguyên một cái bánh xe xã hội mà nó nghiền nát, cho nên nó sau đó là coi như là mất một cái triều đại nhà Trần dài như vậy, mà cuối cùng rồi rơi vô nhà Hồ. Rồi nhà Hồ lên cũng được bao nhiêu, là coi như là mất. Mà quân Minh mới là lấy cái cớ là sao? Đánh Hồ phục Trần. Giống như cái từ mà xưa quý vị coi phim, quý vị nghe cái từ bên Trung Hoa nó gọi là phản. Đó, phản Thanh phục Minh thì nghe liền, biết liền. Vì nó tuốt bên kia vậy đó mà nói phản Thanh cái phục Minh liền. À, còn phim nhớ, mà cái những cái gì của tổ tiên của mình thì không chịu nhớ. Chu Văn An là một cái vị mà đáng lẽ là phải làm cái gọi là gì, cái tượng á, để mà thờ ngài á. Ở Chí Linh có cái đền thờ ngài lớn thầy. Làm một cái đền thờ, làm cái tượng ngài, là một vị gọi là hiền nhân á, một vị thánh của tổ tiên mình á, của dân tộc mình á, đáng để cho mình tôn thờ. Cho nên quý vị con cháu học, Thiền Hữu hay nói, nhưng mà Thiền Hữu nhớ cái lịch sử Việt Nam của mình, Thiền Hữu cố gắng Thiền Hữu nói để cho quý vị hiểu là tổ tiên mình thừa những con người đại hiếu chí hiếu, chứ không phải chỉ có ở cái bên kia hay là đất nước khác người ta mới biết chữ hiếu. Đất nước mình thiếu gì người có hiếu mà mình xứng đáng để mình lại. Rồi gần nhất trước mặt mình nè, những con người mà hiện giờ ngồi ở đây có hiếu không? Thì Ngũ thấy cái hình ảnh dễ thương vô cùng tận, mà chỉ có cái ngày rằm tháng 7 mới có. Thời con cháu dẫn cha mẹ đi vô đây, vô chùa lại Phật. Cái hình ảnh là đứa con gái thằng rể mà nó dẫn ông già bệnh hoạn như vậy mà đi như vậy, là một cái hình ảnh rất là cảm động. Đó là chi hiếu đó. Rồi chiều nay ăn cơm xong, trưa nay ăn cơm xong dẫn về. Từ đây không cần đi về nhà, đi thẳng ra xin đi ben đãi nhà hàng, cúng dường cho cha cho mẹ, được không? Được quá đi chứ. Dẫn đi cúng dường đi,
tính tiền ai chịu? Cha mẹ nào nở mà để mà con trả tiền phải không? Để cha. Cha trả hết cho con. Nói theo cái nó cũng chí hiếu lắm. Nhưng mà cái nó ngồi nó ngồi hoài mà nó dẫn ông già nó đi từ sáng tới chiều mà tới mà vợ ăn rồi mà nó cứ ngồi nó cứ hết bình trà này tới bình trà kia. Mà không thanh toán tiền thì cuối cùng ai trả? Cha mẹ trả chứ. Thôi về con ơi, ở đây lâu quá ta mệt rồi. Thật ra mấy đứa nhỏ nha, ở đây nha, xin lỗi những người nhỏ nhỏ mà còn cha còn mẹ đó. Ngày hôm nay làm cái việc gì đi, làm một cái việc gì đó, đi dẫn đi chơi, dẫn đi ăn, dẫn đi, nói chung là cha mẹ muốn dẫn đi chỗ nào đó là chiều cha mẹ dẫn đi, được không? Được chứ. Đó là hiếu đạo đó. Có một chỗ đừng đi thôi. À, chỗ đó mà cha mẹ đòi đi thì không cho đi. Nó là chỗ này là để cho ai dẫn đi? Để cho thầy dẫn đi. Sao mà cái gì cũng cái mấy cái chỗ đó cứ đa rổ cho thầy không à? Mà thiệt, làm tu á, là người tu nó khỏe không? Cái chỗ là chỉ có một con đường, đi thì cũng đi một chỗ thôi. Hai cái đám cưới đám ma, đi một chỗ đi đám gì, thấy không? Đi đám ma thôi. Một chỗ là nhà thiêu, một chỗ là nhà Dream War. Đi chỗ nào? Dream War là ở dưới quần cót đó, chỗ mà vui chơi đó. Đi chỗ nào? Thiêu là thiêu. Làm thầy sướng cho vậy. Đi lại mấy chỗ đó khỏi mua vé. Cho nên đệ tử nó cũng khôn lắm, nó nói là mấy chỗ này con không có, con không dám dẫn đi, thầy dẫn là để thầy dẫn đi, giao cho thầy. Nhưng mà nói thật, làm con mà cha mẹ còn giàu cho ốm yếu gì đi nữa cũng là cha mẹ nha. Cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, quý vị còn nhớ không? Cha mẹ ốm yếu, già cả gì đi nữa, nhưng mà mỗi đêm thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con à. Có nghĩa là mỗi đêm mỗi đi ra ngoài trời lại trời lại Phật, nhưng mà mùa này lạnh quá đi ra, mỗi đêm mỗi thắp đèn trời mà lạnh quá thì sao? Thì ở trong nhà là cúng cầu nguyện. Nhưng mà cái ý của người xưa người ta dạy cái câu đó là lúc nào đêm nào cũng nghĩ tưởng tới cha mẹ. Và thầy Hữu nói hôm qua đi qua chỗ kia làm lễ cài hoa hồng của thầy cô được cài hoa hồng, con cái mà sao cài xong rồi sao tới chừng mà đi về nó mất tiêu không ấy. Hoa màu vàng, mấy người tu thì được hoa màu vàng, còn người ngoài đời thì màu trắng hoặc là màu hồng. Thì Hữu được cài tới đó, thì Hữu đang ngồi im re vậy đó. Thì Hữu nghĩ trời ơi, cha mẹ năm rồi được con cái à, công ơn của cha mẹ đó nó thiệt, nó lớn lao như vậy, cài một rừng hoa không biết có xứng đáng chưa? Chưa xứng đáng. Cài một rừng hoa cũng chưa xứng đáng nữa, bày đặt cài con cái làm chi vậy? Tượng trưng. Nhưng mà nói thiệt, công lao trời biển của cha mẹ. Cho nên nói câu hay đó, cha mẹ
công lao như là đất trời. Cho nên có một người ta đặt là cha mẹ ơn sâu ở đất trời, làm con hay là làm sao trả hết được người ơi. Hai câu cuối là gì? Nếu không có hiếu thì xin đừng bất hiếu. Hai câu cuối mới quan trọng. Bất hiếu là làm ta khổ muôn đời, chứ không phải một đời, khổ muôn đời luôn. Thành ra làm ơn Phước, người nào còn cha mẹ thì cứ làm, còn nếu mà cha mẹ đã quá vãng rồi thì cầu nguyện. Và những người xung quanh mình, như trong kinh Đức Phật dạy là người nữ là mẹ ta, người nam là cha. Nghĩ như vậy trong lòng hoài đó là không có dám đụng tới những cái bà với cái bà lão nha. Nghĩ như vậy đó là không có dám, mà coi như hổn á, nít không có hổn á. Vì hổn là hổn với mẹ, hổn là hổn với cha. Thành ra hy vọng là tất cả mọi người lớn nhỏ ở đây ai cũng có cha mẹ, ông bà kia, và cái đạo hiếu lúc nào cũng phải có mặt ở trong gia đình của mình, lúc nào cũng có mặt ở trong tâm tư của mình để mình sống mới được. Đạo hiếu không phải chỉ để nói suông, đạo hiếu để áp dụng, để sống, để thực hiện. Đạo hiếu để mình thở, để mình nếm, chứ không phải đạo hiếu để mà nói chuyện chơi qua ngày qua giờ, không phải. Thì nếu hiểu được như vậy thì cái ý nghĩa ngày Vu Lan Báo Hiếu nó mới trọn vẹn. Còn cái chuyện mà nó cài hoa hồng hay hoa gì đó, cái đó biểu tượng thôi. Công đức của cha mẹ lớn như dữ, không có cái hoa gì mà một cái có thể mà cài được một rừng hoa luôn, cũng không có tương xứng nổi với cái công lao của mẹ, của cha. Hy vọng là trên trần gian này ai cũng hiểu được chỗ này. Phật tử ở đây ai cũng hiểu được, lớn nhỏ ai cũng biết được để mình sống, mình không hổ thẹn với lương tâm của mình. Ai gì đọc Phật. Nguyện đem tâm đến hiện tiền hướng về tâm an ca gần xa con và cha mẹ ông bà, chúng sanh gia hộ trang hòa pháp. Mời quý vị. Dù cuộc đời vô thường phù du ảo gì, nhưng ánh mắt diệu hiền sáng tỏ, đôi tay gầy mười ngón nguyên sơ, hai dòng sữa, một trái tim của mẹ đã nuôi con khôn lớn thành người. Trong cõi phiêu linh chân phúc, ân tình thiêng liêng nhiệm màu và cội nguồn tâm thức mênh mông của mẹ đã thôi thúc trái tim thương nhớ của con viết thành bài thơ dâng mẹ.
thức giấc con buồn nhớ mẹ. Mẹ của con dáng vẻ hiền hòa, nơi hoang vắng xa quê quạnh quê, mượn bút nghiêng viết những trang thơ. Giờ đã điểm lá bay theo gió, nắng trở về sương mù lại tan, ánh mắt mẹ dịu hiền sáng tỏ, đôi tay gầy mười ngón nguyên sơ. Mùa đông về con bồi hồi tưởng nhớ, dòng sông xưa bên cũ đợi chờ, hai dòng xưa nuôi con khôn lớn, một trái tim thành những bài thơ. Ngày xa vắng ân tình của mẹ, đêm ngóng trông tiếng hát vọng về, câu lục bát du đưa con trẻ lững lờ theo những ánh trăng sao. Bài thơ viết con kính thành dâng mẹ, mẹ yêu ơi con nhớ mẹ vô vàn, dòng cảm xúc thiêng liêng trần thế, tiếng nguyên khẩu vừa thoát sông mê. Thức giấc con buồn nhớ mẹ, mẹ của con dáng vẻ hiền hòa, nơi hoang vắng xa quê quạnh quê, mượn bút nghiêng viết những trang thơ. Giờ đã điểm lá bay theo gió, nắng trở về sương mù lại tan, ánh mắt mẹ dịu hiền sáng tỏ, đôi tay gầy mười ngón nguyên sơ. Mùa đông về con bồi hồi tưởng nhớ, dòng sông xưa bên cũ đợi chờ, hai dòng xưa nuôi con khôn lớn, một trái tim thành những bài thơ. Ngày xa vắng ân tình của mẹ, trong tiếng hát vọng về, câu lục bát du đưa con trẻ lững lờ theo những ánh trăng sao. Bài thơ viết con kính thành dâng mẹ, mẹ yêu ơi con nhớ mẹ vô vàn, dòng cảm xúc thiêng liêng trần thế, tiếng nguyên khẩu
vượt thoát sông mê. Dòng cảm xúc thiêng liêng trần thế, tiếng nguyện cầu vượt thoát sông mê.